Đây, cái cục này trước nó lấy nguồn ở đâu nhỉ? À, cái cục chuyển quang của anh á. Cái cục này này, cái cục. Sơn lấy nguồn ở cái cục kia, sơn lấy nguồn ở đâu nhỉ? Cái cục này là lấy nguồn ở trên TV mà. Ờ, thế cái này, thế sao lại phải cắm vào cái này phải cắm à? Cái kia đúng không? Rồi. SM, SL, M200. Cái này có đưa qua được cái không? Đây còn một cái lỗ bắn ở ngoài. Đợi em chút em quay. Tí nữa đặt vào quay.